sao vậy? Lý do quên rồi. Lời anh nói không có chút xạo nào. Anh Phúc muốn trọn vẹn phải có khúc vào đầu. Tình yêu như thực phẩm hay ta là chất tạo màu? Bắt anh từ bỏ em, khi nào em anh cạo đầu? Trong sớm này em không biết anh sâu xa. Người như anh hỏi tiếng em tìm đâu ra? Anh muốn đến gần em nên đừng đợi anh sâu xa. Mấy thằng cao to ngoài kia chưa chắc đưa em lậu nha. Nhìn xung quanh có bao nhiêu bông hồng, biết em giống phụng còn anh đây giống rồng. Làm sao để đến Tết khi anh đang nóng lòng? Phải sớm vậy sớm sớm vào nhà trong đóng phòng. Em tăng ca nhìn anh ốm ốm tưởng sức khỏe anh thiếu nhiều. Sau một đêm động phòng không còn dám nói anh yếu xèo. Mấy ông lấy vợ về cứ than này kia, nói vợ mình cằn nhằn khi bụng mình đầy đủ đầy bia. Nào là chửi, nào là đánh, nào là đập muôn lên. Mấy ông nói xào quá chứ có vợ thật sự muốn chết. Từ ngày có em là quần áo tôi thơm tho, do cô ấy sử dụng nước xả giải hiệu comfort. Tình yêu bấy lâu nay cũng kết trái và đơm hoa. Cuộc sống này chẳng thiếu thốn, ta luôn có bữa cơm no. Hạnh phúc đôi khi chẳng có dù sống trong biệt thự, mình sống trong nhà lá nhưng tình yêu mình thiệt bự. Đơn giản bình thường đâu sợ phiền ai, nếu anh có tin ra lần nữa cũng sẽ lấy vợ miền Tây. Dùng sống xanh thuyền đưa